Năm nay một năm thật thể hài, xin thoái toàn công mà chẳng biết thần ai. Cước muốn một năm chơi thật dài để cố gắng công dành. Đấy, thông tin lại một tí nhé, là thằng Cường nó rất giàu. Năm vừa rồi nó mua xe, nó ở nhà kiểu chung cư cao cấp. Ngồi buồn một mình nhìn cây thông Noel, sao tôi thấy bụng mình là tôi như muốn điên lên. Chưa làm được gì, có một năm trôi qua, sao Noel đã đến đây rồi à. Năm nay một năm thật thể hài, thì phải toàn không mà chẳng biết thân ai.